Trời ơi, mình bỏ vô đi. Mít thiếu nữ nè. Trời ơi, mít thiếu nữ nè. Đó. Mình đi. Làm bịch năm này chứ vậy. Thiếu nữ nè. Đây nè. Măng cụt nè, dở bịch ra, dở bịch ra coi chôm chôm. Chôm chôm, măng cụt không chứ. Wow. Chôm chôm. Ơi. Măng cụt. Mít. Bỏ ra đứa mê mí đi. Đừng có để bịch. Đúng. Ngờ lầm bịch. Ờ nãy đó cầm bịch nhiều quá quên xin nữa ta. Ờ nãy nói cái cầm bịch của chừng. Người ta tội lỗi chết. Nói chứ ăn cái cũng phải nhớ người cầm cây. Nhớ đó. Cây nha, nhớ người cầm cây. Đó, mít mít tú nữ của anh Hai Sơn á. Đó nè, mít chín nè, khua đang nè. Đó. Rụng như thế này nè, bà con coi đặt trời. Banh đang coi vàng không? Vàng không? Khui dở đây em, dở đây em, phụ anh, phụ anh. Thôi, thôi. Khui rồi, nắm chỉ cần nắm dở ra thôi. Nắm dở nhẹ ra coi. Sầu riêng công nhân sầu riêng. Trời ơi, dòng sầu riêng mà vàng 24. Ông ơi, vàng 24 chứ phải vàng 18 nè, coi coi cái trời. Nó vàng kìa. Nắm ra nằm đó bạn. Đó. Ai vậy? Bị mèo kìa. Cái trùm cút cài sẽ báo anh rồi, nguy hiểm lắm đó. Vàng như thế này là ok rồi không? Để em khui hết ra. Khui đây ra. Ok anh. Cắt cái đít đó ra. Rồi. Coi anh tới thằng cục nhà mà nó kêu bỏ trời. Wow. Đó, sầu riêng. Sầu riêng. Sầu riêng là sầu riêng rụng đó. Đó mất mày lấy đây nào, lấy. Rụng mà nó vậy á, nó vàng ngín luôn đó. Trời đất ơi. Wow. Phi. Hai muối à Phi ơi. Oh, wow. Ừ. Muối rử, muối rử, muối rử. Trời trời. Hỏi nè, thấy chưa? Tôi nói mà ăn trái phải nhớ người trồng cây.